quý vị và các bạn. Như thường lệ, vào cuối tuần, chúng ta lại được gặp nhau trong sân chơi chinh phục do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị tổ chức. Chương trình do VNPT, Vinaphone Quảng Trị tài trợ chính và Vietcombank đồng tài trợ. Thưa quý vị và các bạn, theo dõi 12 trận thi tài vừa diễn ra của các bạn học sinh trong sân chơi chinh phục, một điều tất cả chúng ta dễ nhận thấy đó chính là sự đồng đều về vốn kiến thức của các bạn thí sinh. Chính vì thế đã có một số trận chúng ta phải dùng đến câu hỏi phụ để xác định người chiến thắng hay phân định vị trí cuối cùng. Và hy vọng ngày hôm nay trên sân khấu sẽ tiếp tục diễn ra phần thi tài thật hấp dẫn và hào hứng. Chúng ta hãy cùng chào đón bạn Nguyễn Đình Thắng đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh. Bạn Nguyễn Phúc Hành đến từ trường Trung học phổ thông Trần Thị Tập. Bạn Lê Đức Minh đến từ trường Trung học phổ thông Bến Hải. Và bạn Trần Khánh Linh đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà. Xin cảm ơn các bạn cổ động viên rất là nhiều. Và tiếp theo xin được giới thiệu các thành viên trong ban cố vấn sẽ đảm nhận vai trò giám khảo ngày hôm nay. Xin được giới thiệu cô Đoàn Thị Ái Phương, Phó trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị. Xin được giới thiệu cô Lê Thị Lan, chuyên viên phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị. Và xin được giới thiệu thầy Nguyễn Đình Chiến đến từ trường Trung học phổ thông Cam Lộ. Vâng, thưa quý vị, cuộc thi chinh phục năm 2016 gồm 4 phần thi mang tên Xuất phát, Thử thách, Tăng tốc và Chinh phục. Và bây giờ chúng ta hãy cùng với 4 thí sinh xuất phát. Phần thi xuất phát. Phần thi này là một bộ 6 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm gồm 3 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên trong bộ câu hỏi 10 điểm. Chúc các thí sinh may mắn. Câu hỏi thứ nhất. Nếu MNP là trung điểm của các cạnh tam giác ABC thì diện tích tam giác MNP bằng bao nhiêu lần diện tích tam giác ABC? A 1/2, B 1/3, C 1/4 và D 1/8. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Chúng ta có hai phương án lựa chọn. Đáp án C là đáp án của các bạn Đình Thắng, Phúc Hành và Khánh Linh và bạn Đức Minh chọn đáp án A. Và số điểm đầu tiên sẽ được cộng cho ba bạn Đình Thắng, Phúc Hành và Khánh Linh. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 2. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn diễn ra vào năm nào? A. Năm 1771, B. Năm 1785, C. Năm 1788 và D năm 1789. Thời gian bắt đầu. Khởi phát từ ấp Tây Sơn, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ tập hợp lực lượng. Ban đầu chủ yếu là người thường đứng lên khởi nghĩa, lấy danh nghĩa chống lại quốc phó Trương Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương là cháu đích tôn của Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát, và Nguyễn Nhạc phất cờ nổi dậy vào năm 1771. Đáp án A là đáp án chính xác. Và số điểm sẽ được cộng cho bạn Khánh Linh đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Nguyên tố kim loại phổ biến và có nhiều nhất trong cơ thể các loài động vật là kim loại nào? A sắt, B natri, C phosphor và D canxi. Thời gian bắt đầu. Đáp án D là đáp án của cả 4 bạn thí sinh. Và chúc mừng cả 4 bạn thí sinh đã ghi được điểm ở câu hỏi này. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4 trong bộ câu hỏi 20 điểm. Bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Văn Cao, B. Phong Nhã, C. Phạm Tuyên và D. Huy Du. Thời gian bắt đầu. Cả bốn bạn thí sinh của chúng ta đều chọn đáp án B cho câu hỏi này. Và 20 điểm sẽ được cộng cho bốn bạn thí sinh của chúng ta. Xin chúc mừng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Đây là một câu hỏi tiếng Anh. Xin mời cả bốn bạn thí sinh chúng ta cùng nghe. How can you respond in this situation? Can I carry these suitcases into the room for you? A. You can't, I think. B. No, you can't. C. Can you? That's very kind. D. Yes, you can. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Bạn Đình Thắng, Đức Minh và Khánh Linh chọn đáp án C và bạn Phúc Hành chọn đáp án A. Vâng ạ. Xin được hỏi bạn Đình Thắng, bạn hiểu câu hỏi này như thế nào? Thưa chị, câu hỏi này là hỏi tôi có thể mang cái vali này vào phòng cho bạn hay không? Thì trả lời là can you, tức là người được mang vali này hỏi là có thể là bạn chứ bạn rất là tử tế. Vâng, xin cảm ơn bạn. Đây là một câu hỏi đuôi và có nghĩa là bạn trả lời tình huống này như thế nào? Tôi mang giúp anh chị những chiếc vali này vào phòng nhé. Và câu hỏi đuôi tiếp theo là vậy có được không? Nếu vậy thì tốt quá. Và đó chính là câu trả lời cho đáp án C. Chúc mừng bà ba bạn Đình Thắng, Đức Minh và Khánh Linh. Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng trong bộ câu hỏi 30 điểm. Đồng bào đồng chí nhớ anh, người con của làng nghèo chờ sải. Xác xơ mấy túp lều tranh, nóng bỏng cát đồi triều hải. Bữa cháo, bữa rau, đùm bọc nhau, lá rách, lá lành. Lòng vẫn đầm, tình thương và lẽ phải. Ai là tác giả của những câu thơ trên? A. Viễn Phương, B. Nguyễn Đình Thi, C. Lưu Trọng Lư và D. Tổ Hữu. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Bạn Đình Thắng chọn đáp án C và bạn Phúc Khánh, Đức Minh và Khánh Linh chọn đáp án D. Và số điểm sẽ được cộng cho ba bạn Phúc Khánh, Đức Minh và Khánh Linh. Mỗi bạn ghi được 30 điểm. Đoạn thơ này trích trong bài thơ Nhớ Về Anh được nhà thơ Tố Hữu sáng tác ngày 18 tháng 3 năm 1987, kỷ niệm 80 năm ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn. Và như vậy là chúng ta vừa cùng bốn bạn Đình Thắng, Phúc Hành, Đức Minh và Khánh Linh trải qua phần thi thứ nhất mang tên Xuất Phát. Chúng ta cùng đến với số điểm mà các bạn vừa trải qua trong phần thi vừa rồi. Bạn Đình Thắng đang có số điểm là 60 điểm, 70 điểm là số điểm của bạn Phúc Hành, bạn Đức Minh 80 điểm và bạn Khánh Linh 100 điểm. Chúc mừng cả bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai mang tên Thử Thách. Lộc Xuân mỗi ngày sẵn sàng đón Tết với chương trình Tết Phú Quý của VNPT Vinaphone. 60 xe máy Liberty ABS sành điệu trong 60 ngày cùng 4 ô tô Mazda 3 sang trọng dành cho thuê bao Vinaphone trả trước nạp thẻ từ 100.000 đồng, hòa mạng trả sau hoặc hòa mạng trả trước và nạp thẻ 50.000 đồng. Lắp đặt Internet Fiber VNN truyền hình MyTV, lắp đặt điện thoại cố định, áp dụng đến ngày 13 tháng 3 năm 2017. Lắp đặt gọi ngay 1800 1166. VNPT cùng chúc tân xuân. Phần thi thử thách. Trong phần thi này, mỗi thí sinh có 2 phút để trả lời bộ gồm 6 câu hỏi. Trả lời đúng một câu hỏi được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có quyền bỏ qua những câu hỏi chưa có đáp án và quay trở lại nếu còn thời gian. 6 câu hỏi
với 120 giây. Vì vậy, yêu cầu các thí sinh phải đưa ra đáp án nhanh và chính xác. Và bạn Đình Thắng là thí sinh đầu tiên sẽ trải qua phần thi thử thách. Vâng ạ, chúng ta có thể giao lưu một ít phút ạ. Bạn đã đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo trẻ cấp tỉnh. Vâng, bạn có thể chia sẻ cho mọi người được biết về đề tài sáng tạo của bạn như thế nào không ạ? Đề tài sáng tạo của em hoàn thành vào năm cuối năm lớp 10. Thì tỉnh đoàn có đề ra cuộc thi sáng tạo trẻ nên em một đoàn viên của trường đã hưởng ứng và có một đề tài để gửi vào tỉnh nên với tâm huyết của mình nên đã đạt giải nhì. Vâng, đó là đề tài gì ạ? Đề tài là một đồ chơi khoa học, đó là tên là điều khiển, dựa trên ý tưởng là có thể tái sử dụng những thứ vứt đi để giúp bảo vệ môi trường mà lại có thể làm ra một thứ đồ chơi rất là khoa học. Nên em đã vận dụng những kiến thức vật lý vào để làm ra mô hình đó. Vâng, vậy thì từ cái thành tích mà đề tài mà bạn đạt được như vậy thì bạn có dự định để chuẩn bị ra một đề tài mới nào khác nữa không ạ? Để những đề tài gắn liền thiết thực hơn thì sẽ không đi tìm nó mà để cho nó tự tới với bản thân mình, nên em cũng chưa có. Vâng, và chúng tôi cũng xin được chúc cho bạn sẽ sớm nảy ra được ý định mới để có thể giúp ích cho trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và chúc cho bạn thành công với 6 câu hỏi tiếp theo ở phần thi thứ hai này. Thời gian của bạn bắt đầu. Nhân vật chính trong truyền Đời Thừa của Nam Cao có tên là gì? Bỏ qua. Câu hỏi số 2. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 32, tìm kích thước các cạnh của hình chữ nhật có diện tích lớn nhất. Tám và tám. Hình chữ nhật có kích thước 8 và 8. Cảm ơn bạn, chúng ta cùng chờ đợi ạ. Câu hỏi số 3. Đò xuôi ba chấm ơi chèo nhẹ, đẩy sông còn đó bàn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Con sông nào ở Quảng Trị được nhắc đến trong những câu thơ trên? Thạch Hãn, chính xác. Câu hỏi số 4. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, mọi đối tượng trong một chương trình cần phải được làm gì đầu tiên? Phải được dịch. Không, chính xác ạ. Được khai báo và đặt tên. Câu hỏi số 5. Phron là mặt phân cách giữa hai khối khí có tính chất vật lý khác nhau. Vậy phron còn được gọi là gì ạ? Bỏ qua. Và câu hỏi số 6. Dung dịch loài muối nào làm quy tím chuyển đỏ? Muối của axit mạnh và bazơ yếu. Đáp án của bạn được chấp nhận. Quay trở lại với câu hỏi số 1. Nhân vật chính trong truyền Đời Thừa của Nam Cao có tên là gì? Hạo. Hạo không, chính xác, Hồ ạ. Và câu hỏi số 5. Trong... Vâng, như vậy là bạn Đình Thắng đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh đã vừa trải qua phần thi thứ hai mang tên thử thách. Và với câu hỏi số 2, trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 32, kích thước các cạnh của hình chữ nhật có diện tích lớn nhất. Bạn trả lời là 8/8. Đáp án của bạn được chấp nhận. Và như vậy là bạn Đình Thắng đã mang về cho mình 60 điểm. Chúc mừng bạn Đình Thắng. Và bây giờ sẽ là cơ hội để bạn Phúc Hành đến từ trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm ghi điểm. Và bạn Phúc Hành thân mến, bạn có thường xuyên theo dõi cuộc thi chinh phục được phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị không ạ? Chương trình chinh phục thì án tuần nào cũng sáng lên Đài Truyền hình Quảng Trị. Vâng, vậy thì bạn có suy nghĩ gì đối với phần thi của các bạn trong các số trước ạ? Thì các phần thi thì các bạn thi cũng khá tốt, những câu hỏi thì rất hay, cũng gắn liền với thực tế hay trong học tập trong chương trình phổ thông. Trong quá trình theo dõi cuộc thi chinh phục được phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị thì bạn có thử bao giờ trải nghiệm kiến thức của mình qua những cái câu hỏi mà chương trình đưa ra không ạ? Em thì luôn thử mình với những câu hỏi của chương trình. Vâng, và kết quả bao nhiêu phần trăm ạ? Thì cũng chắc là 60-70%. Vâng, như vậy cũng là một thành tích đáng nể rồi. Và chúc cho bạn may mắn sẽ đạt được 100% ở câu hỏi tiếp theo. Vâng,
Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho bạn. Thời gian bắt đầu. Đối với thực vật trên cạn, nước thoát ra khỏi lá chủ yếu qua con đường nào? Con đường thoát hơi nước. Chúng ta cùng chờ đợi ạ. Câu hỏi số 2, vùng biển nào được gọi là tam giác quỷ? Bỏ qua. Câu hỏi số 3, tại làng An Mỹ, Cẩm Phổ, xã Do Mỹ, huyện Do Linh có một lễ hội dân gian độc đáo được tổ chức trong những ngày Tết Nguyên đán, đó là lễ hội gì? Bỏ qua. Câu hỏi số 4, kính tiêm vòng là ứng dụng của hiện tượng vật lý nào? Bỏ qua. Câu hỏi số 5, hai câu thơ Bất tri tam bách dư niên hầu, thiên hà hà nhân khắp tổ như được trích trong tác phẩm nào của ai? Bỏ qua. Và câu hỏi số 6, trong Pascal với A bằng 150, B bằng 225, khi viết câu lệnh good 2 chấm bằng A lớn hơn B là đúng hay sai, kết quả sẽ như thế nào? Sai. Không chính xác, đúng, và kết quả biển good sẽ nhân giá trị false. Vùng biển nào được gọi là tam giác quỷ? Vùng biển Berin. Không chính xác, Bermuda. Câu hỏi số 3, tại hai làng An Mỹ và Cẩm Phổ, xã Cho Mỹ, huyện Cho Linh có một lễ hội dân gian độc đáo được tổ chức trong những ngày Tết Nguyên đán, đó là lễ hội gì ạ? Lễ hội đua thuyền. Không chính xác, hội cướp cù. Và câu hỏi số 4, kính tiêm vòng là ứng dụng của hiện tượng vật lý nào? Đó chính là phản xạ toàn phần. Câu hỏi số 5, hai câu thơ Bất tri tam bách dư niên hầu, thiên hà hà nhân khắp tổ như được trích trong tác phẩm Đọc tiểu thanh ký của Nguyễn Du. Và câu hỏi số 1, bạn đưa ra đáp án không chính xác, và đáp án chính xác đó chính là qua khí khổng, tức là lỗ khí trên bề mặt lá. Và như vậy là kết thúc phần thi thứ 2 mang tên thử thách thì bạn Phúc Hành của chúng ta rất tiếc chưa ghi được điểm nào ở phần thi này. Tuy nhiên, bạn Phúc Hành vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước, và các bạn cổ động viên chúng ta hãy cổ vũ tinh thần cho bạn Phúc Hành ạ. Chúng ta cùng sẽ đến với phần thi thứ 2 dành cho bạn Đức Minh đến từ trường Trung học phổ thông Bến Hải. Bạn Đức Minh thân mến, thế mạnh của bạn là các môn học tự nhiên, vậy thì trong số đó môn học nào là môn học bạn yêu thích nhất? Em thấy chỉ là các môn tự nhiên là em thích nhất là môn toán. Bạn yêu thích môn thể thao nào và bạn dành thời gian cho môn thể thao của mình như thế nào? Em thấy chỉ là những môn thể thao em yêu thích là những môn về cơ như cờ tướng và cờ vua. Và hy vọng với phần thi thứ hai này thì bạn Đức Minh của chúng ta cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ và đưa ra đáp án thật chính xác để ghi được điểm ở phần thi này. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho bạn Đức Minh. Thời gian bắt đầu. Quốc hiệu Việt Nam chính thức xuất hiện vào triều đại nào? Bỏ qua. Câu hỏi thứ hai, hai đường tròn nằm ngoài nhau có bao nhiêu tuyến tiếp tuyến chung? Hai tiếp tuyến chung. Không chính xác. Có 4 ạ. Đó là có 2 tiếp tuyến chung ngoài và 2 tiếp tuyến chung trong. Câu hỏi số 3, vượt qua mùa đông giá rét, chúng ta sẽ có một mùa xuân ấm áp. Bác Hồ đã nói câu nói trên với các chiến sĩ tham gia chiến dịch nào trong kháng chiến chống Pháp? Bỏ qua. Câu hỏi số 4, áp lực máu tác động lên thành mạch được gọi là gì? Huyết áp. Chính xác. Câu hỏi thứ 5, ai là tác giả bài hát Tuổi đời mênh mông? Văn Cao. Không chính xác, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Câu hỏi số 6, tập tin có phần mở rộng sao chấm PPT là kiểu tập tin của phần mềm nào? Bỏ qua. Quay trở lại với câu hỏi số 1, quốc hiệu Việt Nam chính thức xuất hiện vào triều đại nào? Triều Nguyễn. Chính xác. Và câu hỏi số 3, vượt qua mùa đông giá rét, chúng ta sẽ có một mùa xuân ấm áp. Bác Hồ đã nói câu trên với các chiến sĩ tham gia chiến dịch nào trong kháng chiến chống Pháp? Chiến dịch biên giới Thu Đông. Đáp án chấp nhận. Và câu hỏi số 6, tập tin có phần mở rộng sao chấm PPT là kiểu tập tin của phần mềm nào?
Phần mềm hình ảnh. Bạn có thể nhắc lại ạ? Phần mềm hình ảnh. Phần mềm hình ảnh không chính xác, đó chính là phần mềm PowerPoint. Và với câu hỏi số 3 thì bạn đưa ra đáp án được chấp nhận. Tuy nhiên đáp án chính xác đó chính là chiến dịch thu đông diễn ra vào năm 1947. Và kết thúc phần thi thứ hai này thì bạn Đức Minh đến từ trường Trung học phổ thông Bến Hải đã mang về cho mình 60 điểm. Chúc mừng bạn Đức Minh. Vâng, và bây giờ sẽ là cơ hội để bạn Khánh Linh, một bạn nữ duy nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ? Em tên là Trần Khánh Linh, đến từ lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Đông Hà. Môn học yêu thích nhất của em là sinh học. Đến với sân chơi chinh phục ngày hôm nay thì mục tiêu lớn nhất của bạn đó là gì? Chỉ là đạt giải nhất. Đạt giải nhất. Vâng, tôi nghĩ đó không chỉ là mục tiêu của bạn mà còn tất cả các cổ động viên của bạn trường Trung học phổ thông Đông Hà nữa. Vì vậy chúc bạn may mắn. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho bạn Khánh Linh. Câu hỏi thứ nhất. Nguyên tử N có kiểu lai hoại gì? Biết gốc liên kết trong phân tử NH3 là 107 độ. SP3, chính xác. Câu hỏi số 2. Tên chữ của nhà thơ Nguyễn Du là gì? Tổ Như. Chính xác. Câu hỏi số 3. Năm 1969, khi nghe tin Bác mất, thôn Hà Xá đã công khai lập đền thờ và tổ chức truy điệu Bác. Thôn Hà Xá thuộc huyện nào của tỉnh Quảng Trị? Chỉ là Vĩnh Linh. Vĩnh Linh không chính xác. Là huyện Triệu Phong ạ. Câu hỏi số 4. Nhiệt độ mà tại đó áp suất bão hòa của chất lỏng bằng áp suất bên ngoài tác dụng lên mặt thoáng chất lỏng được gọi là gì? Bỏ qua. Câu hỏi số 5. Kim tự tháp của người Maya, một trong 7 kỳ quan thế giới mới, nằm ở lãnh thổ quốc gia nào? Bỏ qua. Và câu hỏi số 6. Thành phần nào là chủ yếu trong thức ăn của động vật ăn thực vật? Glucose. Chúng ta cùng chờ đợi và quay trở lại với câu hỏi số 4. Nhiệt độ mà tại đó áp suất bão hòa của chất lỏng bằng áp suất bên ngoài tác dụng lên mặt thoáng chất lỏng được gọi là gì? Bỏ qua. Đó chính là nhiệt độ sôi. Và câu hỏi thứ 5, kim tự tháp của người Maya, một trong 7 kỳ quan thế giới mới nằm ở lãnh thổ quốc gia nào? Ai Cập. Ai Cập không chính xác, Mexico. Với câu hỏi số 3, năm 1969 khi nghe tin Bác mất, thôn Hà Xá đã công khai lập đền thờ và tổ chức truy điệu Bác. Thôn Hà Xá thuộc huyện Triều Phong, tỉnh Quảng Trị. Và khi nghe tin Bác mất thì khắp nơi ở miền Nam, người dân đã tổ chức truy điệu Bác bằng nhiều hình thức khác nhau và hầu hết là truy điệu bí mật. Riêng tại thôn Hà Xá, xã Triều Ái, người dân đã quyên góp và công khai tổ chức lễ truy điệu Bác. Buổi lễ không chỉ thu hút đông đảo người dân trong vùng mà còn cả một số lính ngụy. Vâng, đó là một thông tin mà chúng ta cần được biết đến về lễ truy điệu Bác Hồ của người dân xã Triều Ái, huyện Triều Phong. Và với câu hỏi số 6, thành phần nào là chủ yếu trong thức ăn của động vật ăn thực vật thì đáp án của bạn Khánh Linh đưa ra đó là glucose. Tuy nhiên, đây không phải là một đáp án chính xác và đáp án chính xác đó chính là cellulose. Và như vậy là kết thúc phần thi thứ hai mang tên thử thách thì bạn Khánh Linh đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà mang về cho mình 40 điểm. Chúc mừng bạn Khánh Linh. Và như vậy là cả 4 bạn thí sinh của chúng ta đã vừa trải qua phần thi thứ hai mang tên thử thách và chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm mà 4 bạn thí sinh vừa trải qua hai phần thi vừa rồi. 70 điểm là số điểm của bạn Phúc Hành. Bạn Đình Thắng đang có số điểm là 120 điểm và 140 điểm là số điểm của hai bạn Đức Minh và Khánh Linh. Chúc mừng các bạn. Như vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng đường của sân chơi chinh phục trận thứ 13. Và tạm thời thì hai bạn Đức Minh và Khánh Linh đang có số điểm bằng nhau, đó chỉ là 140 điểm. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem ở hai phần thi cuối cùng thì bảng điểm của các thí sinh sẽ có sự hoán đổi như thế nào. Chúng ta cùng chờ đợi. Với dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank, bạn có thể chuyển tiền nhanh hơn, thanh toán các hóa đơn tiện lợi hơn, chuyển khoản mọi lúc mọi nơi. Hãy tận hưởng cuộc sống 360 độ với dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank. Nhanh chóng, dễ dàng, an toàn
tiện lợi. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai. Vâng, các bạn cổ động viên thân mến, tiếp theo chương trình là cơ hội để các bạn nhận được phần quà của nhà tài trợ với phần thi dành cho khán giả. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi tương ứng với 5 phần quà từ VNPT Vinaphone Quảng Trị. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Mời các bạn cổ động viên cùng nghe. Giá cước cuộc gọi của sim học sinh sinh viên Vinaphone có những ưu đãi đặc biệt nào sau đây? A. Giá cước trong nước 1.400 đồng một phút. B. Giá cước trong nước 1.800 đồng một phút. Và C. Giá cước gọi đến tất cả các mạng chỉ 690 đồng một phút. Vâng ạ. Xin mời một cánh tay từ bạn Nam. Câu trả lời của em là C. Hoàn toàn chính xác. Mời bạn nhận một phần quà từ nhà tài trợ. Vâng ạ, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2 ạ. Cùng với sim học sinh sinh viên, mới đây VNPT Vinaphone Quảng Trị còn ra mắt bộ sim biển xanh với nhiều ưu đãi đặc biệt. Bạn hãy cho biết sim Vinaphone biển xanh có mức cước cuộc gọi mạng nào sau đây? A. Giá cước ngoài mạng trong nước 800 đồng một phút. B. Giá cước ngoài mạng trong nước 980 đồng một phút. Và C. Giá cước ngoài mạng trong nước 690 đồng một phút. Vâng ạ, xin mời các bạn. Xin mời em. Em sẽ chỉ đáp án C. Đáp án C là đáp án chính xác. Vâng, bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ? Tôi thấy dạ, như màu áo của bạn có hơi khác so với các bạn khác. Bạn đến từ trường nào? Dạ, em là Nguyễn Văn Phong, em đến từ trường Trung học Phổ thông Biển Hải. Dạ, bạn có điều gì muốn gửi đến bạn Đức Minh không? Minh ơi, cố lên! Cảm ơn bạn rất là nhiều và mời bạn nhận một phần quà từ nhà tài trợ VNPT Vinaphone. Bây giờ sẽ là cơ hội thứ 3 dành cho các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bạn đã biết giá cước cuộc gọi ngoài mạng của sim biển xanh là 690 đồng một phút. Vậy bạn có biết giá cước cuộc gọi nội mạng Vinaphone khi ở nội vùng hay còn gọi là in-zone? A. Cước gọi nội mạng Vinaphone là 690 đồng một phút. B. Cước gọi nội mạng Vinaphone là 500 đồng một phút. Và C. Cước gọi nội mạng Vinaphone là 350 đồng một phút. Vâng ạ, xin mời bà Nam. Dạ, câu trả lời của em là phương án C. Đáp án C. Cơ hội cho một bạn cổ động viên khác. Vâng ạ, xin mời bạn Nam mang áo trắng ạ. Dạ, chị, đáp án của em là B. Hoàn toàn chính xác. Mời bạn nhận phần quà từ nhà tài trợ. Chúng ta còn 2 cơ hội nữa ạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 4 ạ. Chương trình phát sóng của Đài Truyền hình Quảng Trị được tiếp phát trên hệ thống kênh truyền hình MyTV. Bạn có biết số hiệu kênh QRTV trên truyền hình MyTV là A. kênh 4, B. kênh 74 và C. kênh 741. Xin mời em nữ. Dạ thưa chị, là em chọn câu C, 741. Hoàn toàn chính xác. Mời bạn nhận một phần quà từ nhà tài trợ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Cuộc thi chinh phục được phát trên sóng của Đài Truyền hình Quảng Trị. Với dịch vụ MyTV, khi sử dụng tính năng xem lại chương trình đã phát, bạn có thể xem lại chương trình chinh phục đã phát gần nhất sau A. 2 giờ đồng hồ, B. 12 giờ đồng hồ và C. 24 giờ đồng hồ. Vâng ạ. Xin mời em nữ. Dạ, câu trả lời của em là C. Đáp án C là đáp án chính xác, 24 giờ đồng hồ. Vâng ạ. Mời bạn nhận phần quà từ nhà tài trợ VNPT Vinaphone Quảng Trị. Vâng ạ. Như vậy là kết thúc phần thi dành cho các bạn cổ động viên tại đây và chúc mừng các bạn cổ động viên đã nhận được phần quà từ nhà tài trợ với những câu đáp án chính xác. 8 thả ga, Vina hoàn tiền, sim biển xanh của Vinaphone hoàn trả 100% tiền khi tiêu dùng tài khoản chính, tặng ngay 1 GB data khi nạp thẻ, có ngay 2 GB data chỉ với 25.000 đồng. Chi tiết liên hệ 1800 1091. Hãy hòa mạng sim biển xanh ngay hôm nay. Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với sân chơi chinh phục trận thứ 13 với sự tranh tài của 4 bạn thí sinh. Bạn Nguyễn Đình Thắng đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh, bạn Nguyễn Phúc Hành đến từ trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm, bạn Lê Đức Minh đến từ trường Trung học phổ thông Bến Hải và bạn Nguyễn Trần Khánh Linh đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà. Và trải qua 2 phần thi xuất phát và thử thách với 140 điểm thì hai bạn Đức Minh và Khánh Linh đang tạm thời có số điểm bằng nhau. Và quay trở lại với sân chơi chinh phục này, các bạn cổ động viên thân mến hãy dành cho các thí sinh của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để họ chuẩn bị bước vào phần thi tiếp theo. Bây giờ sẽ là phần thi thứ 3 mang tên Tăng Tốc. Phần thi Tăng Tốc.
Phần thi này là một hình ảnh gồm 8 câu hỏi mảnh ghép, trong đó 6 câu hỏi 20 điểm và 2 câu hỏi 40 điểm. Thí sinh lựa chọn mảnh ghép rồi suy nghĩ và trả lời trong vòng 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Nếu hết thời gian mà thí sinh không đưa ra được đáp án thì cơ hội dành cho 2 trong 3 thí sinh còn lại. Trả lời đúng được cộng điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Khi có một mảnh ghép được mở, thí sinh có quyền bấm chuông trả lời hình nền. Trả lời đúng được 50 điểm, trả lời sai sẽ mất quyền thi tiếp vòng này. Sau 5 câu hỏi, hình nền sẽ được gợi ý đáp án và chỉ còn 30 điểm. Vâng, đó là thể lệ của phần thi tăng tốc. Và trước khi đến với các mảnh ghép, thì xin được công bố câu hỏi hình nền ngày hôm nay. Hãy cho biết tên công trình trong ảnh. Công trình hiện ở tỉnh, thành phố nào của nước ta? Xin được nhắc lại, hãy cho biết tên công trình trong ảnh. Công trình hiện ở tỉnh, thành phố nào của nước ta? Và chúng ta sẽ cùng đến với mảnh ghép đầu tiên và sự lựa chọn của bạn Đinh Thắng. Em xin chọn mảnh ghép số 4. Và mảnh ghép số 4 có nội dung như sau. Hãy điền cụm từ còn thiếu trong hai câu thơ sau đây của Bác Hồ. Xa nhà chốc mấy mươi niên, đêm qua nghe tiếng, ba chấm ru con. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Mẹ. Không chính xác ạ. Và thời gian 20 giây cho ba bạn còn lại bắt đầu. Xin mời bạn Khánh Linh. Dạ thưa chị, em trả lời là mẹ Hiền. Hoàn toàn chính xác. Trong những năm hoạt động cách mạng tại Thái Lan, một lần khi nghe một phụ nữ Việt Kiều lẩy kiều ru con, Bác Hồ đã rất xúc động. Người đã viết hai câu thơ: xa nhà chốc mấy mươi điên, đêm qua nghe tiếng mẹ Hiền ru con. Vâng, xin chúc mừng bạn Khánh Linh đã ghi được 20 điểm ở câu hỏi này. Và tiếp theo sẽ là sự lựa chọn của bạn Phúc Hạnh. Lựa chọn của câu số 8. Mảnh ghép số 8. Câu ca dao tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất cỏ tên Bác Hồ vốn là hai câu trong một bài thơ. Ai là tác giả của những câu thơ trên? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Bạn Khánh Linh đưa ra đáp án của hình nền. Tôi và tất cả các cổ động viên đang chờ đợi bạn. Mời bạn. Vì câu trả lời của em là khu mộ của bà Hoàng Thị Lan, mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Nghệ An. Bạn có thể nhắc lại tên không ạ? Là khu mộ của bà Hoàng Thị Lan. Hoàng Thị Loan. Mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Nghệ An. Xin cảm ơn bạn. Vâng, xin được hỏi là bạn có bao giờ đến khu di tích này chưa ạ? Em chưa có cơ hội được đến đấy nhưng mà em có tìm hiểu rồi. Có tìm hiểu, vâng. Và bạn có chắc chắn 100% đáp án hình nền khi mà chúng ta chỉ mới có một mảnh ghép đầu tiên được mở ra? Không chắc lắm. Không chắc lắm, nhưng mà đáp án của bạn đã đưa ra mất rồi. Và nếu như không chính xác thì bạn sẽ dừng cuộc chơi này tại đây. Tuy nhiên, đáp án đó là chỉ đáp án chính xác. Một sự vui mừng khôn xiết tới các bạn cổ động viên. Bạn Khánh Linh của chúng ta rất là xuất sắc. Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nằm ở núi Đồng Tranh thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, bao gồm cả mộ cụ Hà Thị Hy, bà nội Hồ Chủ tịch. Mộ được xây năm 1985 nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 95 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ chân núi Đồng Tranh, lối lên phần mộ bà nằm ở bên trái phần mộ có 269 bậc. Con số 69 là năm Bác Hồ mất vào năm 1969. Lối xuống bên phải phần mộ có 242 bậc. Con số 42 là năm Cầu Khiêm đưa hài cốt mẹ về đây vào năm 1942. Trước phần mộ xuống sân bia 33 bậc. Con số 33 là tuổi đời của bà. Phía trên mộ là dàn hoa cách điều hình khung cửi. Hai cùng cây hoa giấy che mắt phần mộ bà được lấy giống từ Huế, nơi bà mất, và khu lăng mộ của ông Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp. Khe trước phần mộ trồng nhiều cây quý từ nhiều miền đất nước. Vâng, đó là những thông tin mà chúng ta cần được biết với di tích của khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân sinh của Hồ Chủ tịch. Vâng, và như vậy bạn Khánh Linh của chúng ta rất là xuất sắc đã đưa ra đáp án hình nền hoàn toàn chính xác ngày hôm nay. Và bạn Khánh Linh đã ghi cho mình 50 điểm. Chúc mừng bạn Khánh Linh. Và với mảnh ghép số 8 mà bạn Đình Thắng
Chưa đưa ra đáp án thì chúng tôi cũng xin được công bố luôn. Câu ca dao tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ vốn là hai câu trong một bài thơ và tác giả của câu thơ trên chính là nhà thơ Bảo Đình Giang. Câu ca dao có nguyên mẫu là những câu thơ trích trong bài thơ đẹp nhất của nhà thơ Bảo Đình Giang. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Cù Hồ. Bông sen dành để lễ chùa, Cù Hồ mãi mãi tôn thờ trong tâm. Được ông sáng tác vào khoảng năm 1946. Bài ca này sau đó được truyền miệng, được in trên sách báo phổ biến khắp vùng Đồng Tháp 10. Có điều thú vị là nhiều nơi khi đăng lên báo người ta đã bỏ hai câu thơ cuối của bài thơ, coi như thế là gọn và đầy đủ ý nghĩa. Vâng, như vậy là phần thi thứ 3 của chúng ta mang tên Tăng Tốc đã trải qua rất là nhanh chóng. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm mà cả 4 bạn thí sinh đã đạt được. Bạn Phúc Khánh đang có số điểm là 70 điểm. Bạn Đình Thắng đang có số điểm là 120 điểm. Và bạn Đức Minh có số điểm là 140 điểm. Và bạn Khánh Linh đang có số điểm là 210 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Vâng ạ, đó là số điểm mà các bạn thí sinh đã vừa trải qua 3 phần thi và chỉ còn 1 phần thi nữa thôi thì chúng ta sẽ biết được chân dung chiến thắng của trận thứ 13 này. Và chúng ta cùng đến với phần thi mang tính chất quyết định, mang tên Chinh Phục. Phần thi Chinh Phục. Phần thi này gồm 6 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 giây. Sau khi người dẫn chương trình công bố hiệu lệnh, hai thí sinh bấm chuông nhanh hơn sẽ giành được quyền trả lời. Người đầu tiên trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Thí sinh thứ hai trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai cũng bị trừ đi 10 điểm. Chúc các bạn bình tĩnh, tự tin và ghi được số điểm tối đa ở phần thi này. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ nhất. Với cấu trúc rẻ nhánh if mở ngoặc điều kiện đóng ngoặc, then mở ngoặc câu lệnh 1 đóng ngoặc, else mở ngoặc câu lệnh 2 đóng ngoặc. Câu lệnh 2 được thực hiện khi nào? Thời gian bắt đầu. Vâng ạ, tín hiệu đầu tiên từ bạn Phúc Hành ạ. Câu lệnh 2 được thực hiện khi điều kiện sai làm cho câu lệnh 1 không được thực hiện. Là bạn chính xác, bạn được cộng 30 điểm. Rất là nhanh chóng và chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Chuyển đồng nào trong các chuyển đồng thẳng, nhanh, dần đều, thẳng, chậm, dần đều, tròn đều, thẳng đều có đồng lượng của vật không biến thiên theo thời gian? Thời gian bắt đầu. Xin mời bạn Đức Minh. Anh chị, câu trả lời của em là chuyển đồng thẳng đều. Bạn được cộng 30 điểm. Vâng, đó chính là chuyển đồng thẳng đều. Vì chuyển đồng thẳng đều có vận tốc không đổi cả về hướng lẫn độ lớn. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 7% một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu. Biết trong khoảng thời gian đó lãi suất không đổi. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, và ở câu hỏi này thì 4 bạn thí sinh của chúng ta chưa đưa ra đáp án trả lời. Và đáp án của chúng ta đó chính là 11 năm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Đây là một câu hỏi tiếng Anh, mời các bạn cùng nghe. What is another name for a tidal wave? Thời gian bắt đầu. Hỏi tiếng Anh của chúng ta có nội dung đó là tên khác của làn sóng thủy triều là gì? Và đó là sóng thần tsunami. Rất là tiếc cho cả 4 bạn thí sinh. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Ai Cập là tặng phẩm của sông Ninh là câu nói của ai? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Tín hiệu đầu tiên từ bạn Đức Minh. Vậy câu trả lời của em là Archimedes. Không chính xác. Thời gian của chúng ta vẫn còn ạ. À.
Và đáp án của chúng ta đó chính là nhà sử học Herodot. Vâng ạ, chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi thì trận thi thứ 13 sẽ kết thúc. Và chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 6. Vị lãnh đạo nào của Đảng ta đã là người đọc điếu văn tại tang lễ của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Xin mời bạn Đình Thắng. Thưa chị là Lê Duẩn. Đáp án của bạn chính xác, bạn được cộng 30 điểm. Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Tổng Bí thư Lê Duẩn là người đọc điếu văn tang lễ. Ông đã nấc nghẹn nhiều lần khi đọc lời truy điệu. Hội Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao. Đau thương này thật là vô hạn. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hội Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Vâng, đó chính là Tổng Bí thư Lê Duẩn, người đã đọc điếu văn tại tang lễ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và như vậy là cả bốn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong cả bốn phần thi của sân chơi chinh phục trận thứ 13 năm 2016. Và tôi cũng không biết nói gì hơn khi mà những tràng pháo tay của các bạn cổ động viên cũng đã cho chúng ta biết được người chiến thắng trong trận thi thứ 13 này, đó chính là bạn Khánh Linh đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà. Chúng ta cùng đến với số điểm chung cuộc sau đây. 100 điểm là số điểm của bạn Phúc Hành, 150 điểm là số điểm của bạn Đình Thắng và bạn Đức Minh 160 điểm và bạn Khánh Linh có số điểm rất cao 210 điểm. Vâng, và như vậy là bạn Khánh Linh đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà là người chiến thắng trong trận thi thứ 13 này và là thí sinh thứ 13 bước vào vòng 2 của sân chơi chinh phục năm 2016. Và xin được kính mời cả bốn bạn thí sinh chúng ta cùng bước lên phía trước để nhận phần thưởng của chương trình. Xin trân trọng kính mời cô Đoàn Thị Ái Phương, phó phòng giáo dục trung học đến từ Sở Giáo dục Đào tạo lên trao phần thưởng cho các thí sinh của chúng ta. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng sự nỗ lực cố gắng của các bạn thí sinh trong phần thi ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn cô Đoàn Thị Ái Phương. Và quý vị và các bạn thân mến, sân chơi chinh phục trận thứ 13 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn sự động viên cổ vũ của các bạn cổ động viên đã đến tham dự. Xin chào và hẹn gặp lại vào chủ nhật tuần sau.